Đây chính là hình ảnh của nhụy hoa nghệ Tây, hay còn được gọi là sáp rong. Ngăn ngừa, điều trị trầm cảm, mất trí nhớ, hạ men gan, tim mạch, hỗ trợ ngừa và điều trị tiểu đường, các loại ung thư, giảm cân, trị mụn. Nó có một cái màu đỏ rất là sẫm, cộng với lại một cái mùi nó rất là đặc trưng. Cái chất mà để tạo cái màu và cái mùi chính là những cái chất chống oxy hóa rất là mạnh. Nó có vai trò là bảo vệ tế bào, chống lại những cái gốc tự do. Chính vì vậy mà các nghiên cứu người ta thấy rằng là nhụy hoa nghệ Tây nó có vai trò trong việc hỗ trợ phòng ngừa những cái bệnh ung thư, chống trầm cảm.